Anh có một món quà tặng cho em. Hy vọng là khi mà nhìn thấy con gấu bông này thì em sẽ luôn nhớ tới anh. Dạ, em cảm ơn rất nhiều ạ. Em tên là Ngô Hoàng Long. Em năm nay 28 tuổi. Quê quán tại Hà Nội, hiện tại thì em đang ở Sài Gòn được 4 năm rồi. Công việc của em hiện tại thì đang là quản lý một trung tâm Anh ngữ. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em xin chào quý vị khán giả, em xin chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Em chào tên bà. Là Nguyễn Hoàng Sang, năm nay em 24 tuổi. Em sinh ra ở Đồng Nai. Hiện tại thì em đang có hai cửa hàng thời trang tại tỉnh Bình Phước và em đang làm việc và kinh doanh tại đó. Điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, em thì tính của em thì cũng rất là dễ gần. Tại vì công việc của em kinh doanh đó chị, nên nhiều khi mình cũng phải nhẹ nhàng với khách hàng. Ủa mà sao vậy mà em vẫn chưa có bạn trai? Trong cuộc sống mình có những lúc mình không nói trước được chị ạ. Có những lúc mình cứ ngỡ rằng mình yêu như vậy là đã là đúng rồi. Mình cứ lao vào mình yêu thôi. Nhưng mà thật sự nó không đúng, tự làm tổn thương bản thân mình. Rồi cũng có những lúc mình cứ tưởng chừng như mình đã chọn thời điểm và đúng người rồi, nhưng mà lại cũng không phải như thế. Người ta lại là người đến rồi cho mình một tia sáng, một tia hy vọng, rồi người ta cũng chính là người dập tắt nó đi. Ai mà ác dữ vậy? Trời ơi, cái gì mới 24 tuổi mà nói về tình yêu sao mà nó... Ai mà đem hy vọng tới người ta thì dập tắt hy vọng của người ta. Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình chính thức thôi. Còn không chính thức thì nhiều lắm hả? Dạ, không có. Thì em thì có, cũng là chỉ là làm quen tìm hiểu thôi chứ không có dẫn đến tình yêu. Thôi bỏ qua cái chuyện cũ đi, giờ bây giờ nhắc tiền trường mới nha. Bây giờ bạn gái nè, muốn tìm một người bạn trai như thế nào? Em thì em thích một bạn nam, ví dụ như là làm công việc kinh doanh, còn nếu không kinh doanh thì công việc tương đối ổn định. Cái ngoại hình bên ngoài thì phải đậm đà một chút, đừng có mỏng manh quá. Đậm đà là sao em? Ồ, đây quá đậm luôn. Đậm là da màu đậm á hả? À không phải chị, đó là nhìn cứng cỏi chút quá chị. Chắc dạ, chắn chắc không? Dạ đúng rồi. Đây hơi bị ngon à. Lát chị qua chị kiểm tra cho. Rồi sao nữa, có cao lớn à? Tầm 1m68 trở lên là được rồi. 1m7 thì càng tốt. Đủ luôn. Đủ không em? Dễ ẹt. Còn gì nữa không? Gì khó hơn đi. Cái gì nữa không? Thôi còn khó hơn đó. Dạ. Tính tình thì phải trầm tĩnh một chút xíu. Bên đây lúc trầm lúc không trầm. Rồi có yêu cầu gì nữa không? Nãy giờ yêu cầu bên đây có đủ hết rồi đó. Có cái điều gì bạn tối kỵ, bạn không thích ở người đàn ông không? Tại vì công việc của em là kinh doanh đó chị, nên nhiều khi về cái rô thời trang của em nó cũng phải đa dạng và em cũng bán hàng online nữa. Nên rất là nhiều mẫu mã, ví dụ như những cái trang phục hở hay là gì kia là bắt buộc là em phải mặc để em chụp mẫu rồi. Nên... chụp để đăng lên trên Facebook dạ, để bán á phải không? Dạ đúng rồi, nên về rô ăn mặc thì em cũng mong muốn nếu mà bạn trai của em thì cũng phải hợp rơ với em vấn đề đó. Thoáng một chút. Dạ, nhưng mà em sẽ biết cách điều chỉnh. Ví dụ như khi gặp người lớn hay như thế nào em sẽ ăn mặc phù hợp với nó. Rồi bạn, bạn nam thì phải biết ăn mặc chút xíu nữa. Để coi còn có biết ăn mặc nói không nha. Lớn lớn không? Trời ơi. Ồ, được, được. Chuyện nhỏ. Style dữ nha, cặp này xứng đôi nè. Nhưng mà điều nhiều khi đàn ông ích kỷ lắm. Mình ăn mặc đẹp thì được, nhưng mà bạn gái mình mà diễn quá thì lại thấy khó chịu. Dạ, quan điểm của em thì bạn gái đẹp thì càng tốt. Nhưng mà cổ hơi hở hở một chút được không? Em thấy cũng không sao đâu chị. Chà, mà để nó nghe nè, nãy giờ có nói xạo với anh Linh không cái vậy chứ sao mà vậy mà không có mà bạn gái mà lên nhờ chương trình? Dạ vâng, thì tại vì tính em hơi trẻ con, nhưng mà trong tình yêu thì có khi là mình cũng hơi khó tính quá nên là mình chưa tìm được cái người phù hợp với mình thôi. Vậy em muốn tìm người sao mà em nói khó? Dạ thì trong tình yêu thì mình phải cùng sở thích với là hợp tính cách. Ví dụ như là em rất là thích đi xem phim mà em rất là thích ăn uống, nên là nếu mà như hợp về cái đấy thì là tốt nhất. Chứ không biết nói chuyện nó dễ, tưởng yêu cầu gì không, thích xem phim với ăn tại uống vì, ăn tại vì nhiều khi có bạn nữ thì ví dụ như là giữ dáng quá hay là sao thì mình lại lười ăn. Trời ơi, dài cũng bóng nữa. Áo cũng bóng nữa. Trời, người ta ngon thì ý tôi nói ngon mà. Này, có tật xấu gì không? Tật xấu thì em, tật xấu em là hơi lười. Lười gì? Với cả lười như dọn nhà. Dạ, còn hay quên nữa. Nếu như được thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân? Nếu mà được thì chắc khoảng 1-2 năm nữa. Rồi, nhưng bây giờ mình cứ phải chuẩn bị dần dần là vừa. Tới đó là chỉ rước cô dâu về thôi. Dạ. Ha, rồi để tôi gả cho. Trời ơi. Để qua coi đàn gái con sao chứ. Trời ơi, xứng đôi vừa lứa là được rồi. Chứ giờ anh muốn nha. Sao anh qua anh coi. Chà đàn gái coi sao. Khi dễ nhà gái đâu được. Cú thà. Trời ơi. Trời ơi. Dễ thương vậy. Chào anh. Trời ơi. Giống mặt xinh xinh giống Phạm Băng Băng quá nha. Dễ thương quá.
Bạn có muốn hình tượng người yêu của bạn giống ai không? Trong nhà em thì em có một anh trai và hai anh rể. Và em hình tượng ba mẫu người đàn ông trong gia đình của em. Rồi tới ba người gặp lại ai với rể đâu liên quan gì đâu trời. Bà. Tại vì ba nữa. Là tại vì các anh trong nhà em ai cũng là sói ca đó. Rất là thương vợ con, ngoài công việc ra thì rất là chăm bẵm cho gia đình. Ừ. Ở đây có những người nào thần tượng em ngồi đây không? Dạ có anh em. Rồi để chút coi thử coi sói ca là giống sói ca trên đây không nha. Bên đây không sói ca là cái ca cũng được. Giờ gặp sói ca em trước nha. Dạ. Ồ, sói ca. Anh ruột hả em? Dạ, anh rể của em. À, anh rể. Dạ. Kế bên là chị ruột đó hả? Dạ không, kế bên là hai bạn thân của em. Rồi, chào anh. Anh thấy em trai bệnh như thế nào? Dạ, được ạ. Muốn làm anh em cục chèo á. Dạ, nhìn men với nhìn cũng đẹp trai, rồi nhìn nói chung nhìn cũng hợp á. Rồi, hai bạn kế bên. Thì ý kiến của mình là chỉ có một cái thắc mắc là về khoảng cách của Sang với lại anh á. Có vẻ hơi xa thì không biết là anh có cái dự định như thế nào để mà mình hẹn hò. Anh cũng hơi bất ngờ tại vì mình cũng hơi khoảng cách hơi xa nhau. Nên là nếu mà được thì quen nhau thì tốt nhất là một tháng mình gặp nhau một lần thì cũng ok. Tại vì cái công việc của anh thì đi làm thì anh cũng làm từ sáng đến tối. Nên là cái khoảng thời gian nghỉ của anh thì cũng không nhiều. Tại vì một tuần thì anh có thể nghỉ chỉ được một ngày là nhiều thôi. Cái việc mà mình quen nhau như vậy mà một tháng mình chỉ gặp nhau khoảng 1-2 ngày như vậy thì cái mức độ tình cảm của mình nó không có được thăng tiến nhiều. Nên là tại vì bây giờ em nghĩ cái vấn đề công nghệ nó phát triển rồi mà em. Nếu mà mình không gặp nhau thì mình có thể FaceTime mà. Được không? Sang hay sao? Dạ, tại vì khoảng cách đó thì em có thể giúp anh hỗ trợ được. Tại vì một tháng em có thể em lên lấy hàng 4 lần. Ồ. Tôi sẽ đứng về phía nhà gái. Có đi ra không? Dạ, em đi với mẹ em và chị họ em. Ồ, có mẹ nữa hả? Có chị họ nữa. Rồi, cho gặp mẹ. Dạ. Chào cô. Chào Quỳnh Linh và chào chị Cát Tường. Cô cảm nhận về cô gái này như thế nào ạ cô? Theo sự nhìn nhận bên ngoài của tôi thì tôi thấy cô ấy rất là dễ thương. Còn về vấn đề tình cảm của hai bạn thì đấy là tùy đó ạ. Dạ, tùy hai đứa ha. Em có thể chào hỏi bác vài câu. Dạ, lời đầu tiên thì con cũng gửi lời đến sức khỏe đến cô và gia đình. Do là nhận xét của cô thì cô đã khen con dễ thương. Rất là cảm ơn cô. Cảm ơn. Cảm ơn cô. Rồi, chúng ta sẽ có cơ hội 2 phút thôi. Trò chuyện thật nhanh, cố gắng thuyết phục. Bắt đầu. Dạ, em chào anh ạ. Trước tiên thì anh có một món quà tặng cho em. Hy vọng là khi mà nhìn thấy con gấu bông này thì em sẽ luôn nhớ tới anh. Dạ, em cảm ơn rất nhiều ạ. Sau cuối cuộc trò chuyện và trao đổi nãy giờ, anh có cảm nhận gì về em không? Anh cảm nhận thì anh thấy em đúng là rất là dễ thương và em rất là giỏi. Dạ, cảm ơn anh. Tại vì với 24 tuổi mà em có hai cái cửa hàng như vậy rất là giỏi rồi. Anh cũng chúc em là sẽ có thêm cửa hàng thứ 3 ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Dạ, em cảm ơn anh. Nếu mà em nói là một tháng mình lên được, em lên Sài Gòn được 4 ngày á. Đón xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Thì không biết là những cái ngày đấy thì mình gặp nhau thì vào buổi tối được không? Tại vì anh ban ngày anh đi làm á, còn nếu mà em vào được những cái ngày mà anh nghỉ được thì anh mới có thể gặp em được vào ban ngày á. Thì không biết cái đấy thì mình có cảm thấy là khó khăn hay không? Dạ, về thời gian thì buổi tối thì cũng được chứ không có gì hết. Tại có những lúc thì em đi lấy hàng về hơi bị muộn, khoảng 7-8 giờ giờ đó mới xong. Nên chỉ sợ hơi muộn một tí thôi. Okay, nhưng thì... mà em với em chỉ cần mình có gặp là được. Anh hỏi em về một chút về sở thích, không biết là mình có thích cái chỗ nào mà sôi nổi không? Những cuộc hẹn hò đối với em thì cũng đơn giản thôi, em chỉ thích những quán ngoài đường thôi. Dạ, nó rất là thoải mái mà mình được sống với mình thôi. Mỗi người sẽ có một câu gì đó thật là tình cảm nào. Khi gặp anh rồi thì em cũng thấy rất là có sự gì đó gọi là dễ gần gũi với nhau. Anh thì trước khi mà anh gặp em thì anh cũng hơi hơi băn khoăn tại vì anh thì cũng có thể là quan trọng bạn gái có gu ăn mặc một chút xíu mà lại gặp đúng em là người thích thời trang. Và nhìn em rất là dễ thương nữa thì anh cũng cảm thấy rất là hợp. Với em thì cái nhìn đầu tiên rất là quan trọng. Rồi, đấy.
Bây giờ chúng ta sẽ biết được cái nhìn đầu tiên có thích hay không. Rồi đây, đặt tay vào nút bấm đi bạn. Trò chuyện ít phút cũng cũng có được những cái cảm nhận của riêng mình rồi nha. Và bây giờ giống như lúc nãy chúng tôi đã chia sẻ, bạn phải suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút là chúng ta quyết định đến với tình yêu. Không bấm, không vấn đề gì cả. Một, hai, ba. Hết thời gian. Rồi, mời em. Là sao nhỉ? Tại sao em không bấm? Cái chuyện yêu xa thì với em thì nó cũng tác động rất là nhiều. Tại vì mình không gặp được nhau nhiều thì cũng rất là khó. Em với em thì vậy thôi. Chứ còn nếu bạn, em xin lỗi em, tại vì em rất là dễ thương. Nếu như mà ở trong một hoàn cảnh khác thì chắc là... Cô ấy có nói là cô ấy sẽ lên đây một tháng 4 lần được mà. Dạ không, tại vì cái khoảng cách thì một tháng 4 lần gặp nhau thì cũng, em nói thật là cũng hơi ít. À, nhưng mà em thấy lúc nãy anh nói là không quan trọng, anh có thể cố gắng mà. Thay vì lúc đó anh đừng nói vậy. Sorry em nhiều. Tôi nghĩ rằng bạn trai đã bỏ ra qua một cơ hội rất lớn. Bạn gái rất là dễ thương, giỏi giang và hiểu được tâm lý của người đối diện luôn. Nhưng không sao, đó là quyền quyết định các bạn. Mong rằng chúng ta sẽ có nhiều cơ hội để tìm cho một đối tượng nào đó thích hợp hơn. Chúc hai bạn thành công trong cuộc sống nha. Cảm ơn anh nhiều. Cảm ơn chị Cát Tường. Mình là Thúy Kiều, hãy tụi mình trên Speed Couple nha. Em tên là Nguyễn Đức Hoài, năm nay 26 tuổi, đến từ Bà Rịa Vũng Tàu, đang sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì bạn? Dạ em làm xuất nhập khẩu. Mời bạn gái giới thiệu. Dạ em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và chào bạn Nam Minh kia, chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Đào Thị Thu Thảo, năm nay em 26 tuổi, em ở Bà Rịa Vũng Tàu và hiện tại thì em đang ở Thành phố Hồ Chí Minh. Em bán hàng online ạ. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em hòa đồng, em sống tình cảm ạ. Em cũng biết nấu ăn nữa. Bạn trai thì sao? Mình có điểm mạnh điểm yếu gì em? Dạ, điểm mạnh của em là thích giao tiếp với mọi người, có thể nấu ăn, có thể tự lập. Điểm yếu? Em hơi khó tính về chuyện ăn uống á. Khi ăn thì em ít bỏ hành lắm. Cá thì cá hồ thì em không ăn. Thôi, cá hồ mà không ăn. Cá hồ á. Cá hồ hả? Dạ. Cái đồ cá hồ mừng quá. Không ăn tôi ăn hết rồi. Cá hồ là sao? Dạ, những động vật mà sống ở nước ngọt á, em ít ăn lắm. Ví dụ cá lóc nè, cá rô nè. Không ăn hả? Không ăn. Ăn cá biển thôi. Chà, cũng kén ăn dữ ha. Lạ nha. Em có tật xấu gì nữa không? Hơi khó tính khi mà mình phải chờ đợi lâu quá. Bao lâu thì khó tính? Nửa tiếng đi. Nửa tiếng thì hơi quá rồi, đúng rồi. Nhớ cho anh chờ 29 phút thôi nha. Nửa quá 30 phút. Không có gì đâu. Chờ 30 phút thì ai cũng bực chứ bộ. Trời ơi, có nhiều chàng trai chồng kia si chờ cô gái mấy tiếng đồng hồ chờ. Đó lúc mới yêu thôi, thử cưới về coi. Sao em có để người ta chờ lâu không? Em cũng hơi lâu nhưng mà không đến nỗi mà là nửa tiếng hơn đâu chị. Còn cái chuyện lúc nãy bạn nói khó ăn á thì kiểu em cũng kén ăn lắm. Em cũng không ăn hành. Vậy khỏe rồi, đi chợ khỏi mua hành. Gặp hai người này chắc chợ bán hành ế quá. Còn gì bạn nói là không ăn cá hồ à? Em thấy mấy cái đó cũng ngon mà không biết có thay đổi được hay không, hay là tại bạn bị dị ứng, hay là tại bạn không thích. Anh không ăn mình ăn dễ mà. Dạ đúng. Trời không ơi, ăn mình ăn nhiều. Vậy mấy muốn lỡ có về nhà thì mỗi người một nồi à. Mà nay nấy nấu nấy ăn luôn. Dạ. Bên kia cá biển, bên đây cá hồ. Thôi bây giờ mình chia sẻ chút xíu về tình trường đi. Cô gái, cô có mấy mối tình rồi? Dạ, em có hai mối tình ạ. Em chia tay cũng được một năm rồi. Tụi em bị cái khác biệt về cái quan điểm sống á, cho nên là không có tới được với nhau. Cái quan điểm sống của em sao? Em thì em muốn một người bạn nam phải biết chia sẻ với em. Có nghĩa là có chuyện gì thì phải nói cho em biết. Mà bạn đó thì cứ im im, kiểu không có thích chia sẻ với người khác. Bạn trai thì sao? Mình có mấy mối tình rồi em? Dạ, từ trước tới giờ thì chưa quen ai. Hả? Chưa quen ai chị? Thiệt luôn á hả? Thiệt. Ủa lý do sao vậy em? Bình thường mình thích phụ nữ. Thích không? Vâng, thích mình lên đây anh. Có khi nào thích phụ nam không? Không, không là không. Nói chơi vui thôi chứ nhìn em là chuẩn men rồi. Nhưng mà lý do tại sao hai mươi mấy năm trời mà đến bây giờ rồi mà chưa có quen đó, ai? Đó. Dạ do chắc tính cách mình còn con nít đó chị.
em có cảm giác gì với một người phụ nữ nào đó chưa? Không, như là như chưa gặp được đối tượng. Hồi đó trời đi gặp biết bao nhiêu người mà không lẽ không thích người nào chứ? Chưa hợp. Có nắm tay cô gái nào chưa? Này, nắm tay thì nhiều. Có cảm giác gì không? Nhìn mặt cái coi. Không chuẩn men mà. Không có được hết bậy à, đừng nhìn bên ngoài mà đoán nha. Anh này là anh bậy rồi đó. Thấy một người phụ nữ nào đó mà mình xao xuyến rung động chưa? Hay là đơ cảm xúc? Không phải đơ, mình chắc chưa gặp, mình tiếp xúc mình mới biết người ta như thế nào rồi mình mới thích hay là gì á. Đứng lên xoay vòng chị coi coi. Không ổn, chuẩn men lắm mà. Anh hỏi có khi nào mình cảm thấy xao xuyến bởi một anh chàng nào chưa? Chưa, mình không mấy nhân là không được khóc. Ví dụ mình thấy một anh đẹp trai quá là mình có thể trời ơi đẹp trai quá, tự nhiên mình muốn tới gần, mình muốn. Không. Sao em nói chuyện mà em cứ cái lắc lắc vậy? Yên coi. Cô ta mà sao được, về tâm lý thôi, quan trọng thôi. Nè anh hỏi thiệt nè. Đó giờ em có hung chưa? Dạ chưa quen ai sao hung anh, hung nó quýnh chết. Rồi. Em có thấy người ta hung chưa? Thì có phim thì cũng thấy nhiều. Em nhắm em biết không? Thấy người ta hung á, em có cảm giác gì không? Mình gặp thì mình tìm hiểu thì có mới có cảm giác, chứ còn mà coi ví dụ như coi người ta hung thì tự nhiên màn hình đâu có liên quan. Trời sống liên quan chớ mà bậy nữa. Chị coi phim mà trên đó người ta khóc là chị khóc, người ta hung nhau là chị cảm thấy người chị nó xao xuyến. Xao xuyến mồi mồi. Bây giờ em ngồi đây, anh kêu một người nào ôm hung thử, em coi cảm giác không nha. Được không? Kêu chị cái bên này kia được không? Được không? Tùy. Nhưng mà hả? Không, sao tôi nghi ông này quá vậy ta? Không phải, em chưa hung chị đồng ý. Em chưa có bạn trai đó, xảy ghế qua nhìn mặt coi. Sao chưa có bạn trai, chưa có bạn gái? Chưa có bạn gái chị đồng ý. Nhưng mà mình coi tình phim tình cảm, con người mình phải có cảm xúc chứ. Thì mình coi vậy thôi chứ mình cảm xúc gì chị? Hay là mình đâu được làm gì đâu mà cảm xúc. Thôi rồi, xong rồi đó. Mẫu người bạn gái muốn kiếm người như thế nào? Dạ hoạt bát, lễ phép, ngoan với biết quan tâm mọi người, cũng chịu giao tiếp như em vậy nè. Đúng rồi, nãy giờ em làm đây ai cũng vui hết trơn. Không, á không, dễ thương rồi, chuẩn men á, được rồi. Vì ổn rồi, chắc có thể dục thể thao gì không? Không, tiếng tướng này được rồi, khỏi. Dạ, thử ngồi yên đừng có lúc lắc ứng nghèo eo người ta mắc cỡ cái tướng nít tới vậy mà. Ngồi sao yên. Khó đàn trai tụi mày, có anh lo nè, thôi đi về bển đi eo eo nữa bển đi, khổ ghê á. Khó ta làm rối tội nghiệp đàn trai ta. Mà chị em không ổn, có lúc lắc có anh lo cho em nha, đừng có lo. Nãy giờ mình trắc nghiệm cho vui thôi ha, không có lo gì hết, bình tĩnh lên. Rồi bây giờ anh hỏi đàn gái nè, em nghe bển em thấy sao em? Dạ em thấy bạn đó cũng vui tính, vui dễ thương lắm, hiền khô à. Dạ em không thích điều gì ở đàn ông? Bạn nam em không thích bạn hút thuốc. Có hút không bạn? Dạ chưa đụng điếu thuốc nào anh. Đó hay quá. Cái gì cũng chưa hết. Dạ bạn nam đừng có nói nhiều mà kiểu có một vấn đề mà nói hoài. À, càm dạ. Ràm nữa hả? Dạ đúng rồi, càm ràm. Em có không em? Dạ cái đó không biết anh. Không biết. Sao ông thiệt tình dữ vậy? Ông trả lời không có đi. Ông trả lời không biết. Rồi. Em không thích bạn nam kiểu tính tình con hơi con nít quá. Con nít bạn kia hơi con nít. Dạ không, bạn nói em thấy là vui tính chứ không phải là con nít. À được. Dạ. Được. Em không thích bạn nam kiểu nhậu nhẹt mà hơi bê tha đó ạ. Này chắc không có đâu, yên tâm. Anh biết không có rồi. Có chứ anh. Mày. Thấy uống được chứ anh? Trời cái gì mà ta? Không muốn không. Ông lại ông luôn đó, ông giấu bớt đi. Dạ mình uống được nhưng không uống nhiều chị. Dạ, dạ uống được thiệt tình dạ, tốt. Cũng được. Dạ không thiệt thà. Không, anh thiệt thà. Thà lắm đó, nãy giờ em cảm nhận rồi đó. Ha. Dạ. Hôm nay em trai có đi với người thân không em? Dạ em đi với chị với anh với mấy đứa em đó chị. Dạ em chào anh Quyền Linh với chào chị Cát Tường. Dạ chào bạn. Dạ. Thì chắc cũng phải kêu bạn thôi chứ em lớn hơn em trai em có 1 tuổi à. Với lại chắc là 91 cũng hợp với em lắm. Em thấy bạn gái dễ thương á, lanh lợi, nói chung là hoạt bát, hợp với em trai em đấy. Mà đó giờ về nhà nó không tâm sự thích cô nào hay là gì, bạn học bạn đồ không có gì luôn á. Dạ không, về chỉ có nói chuyện với mẹ. Chứ cũng có ít khi nói chuyện với em lắm. Thì ở chung với mấy đứa em trai nè. Trời ơi trời. Cho nói chuyện em ruột chút coi. Có dạ, khi nào anh tâm chị. Sự với em, anh thích cô nào không? Không lẽ không có về hả anh em, không nói nhỏ đó đẹp quá mày, hay là có khen ai chưa? Dạ cũng có. Có đúng không? Ít nói chuyện với là em. Lạ nhờ, ba chị em ít ai nói chuyện ai ta. Nhà hiền ghê, ai cũng hiền khô à. Dạ thì chị cả với Út là hợp tính nha. À. Vậy nói chuyện.
Thôi được rồi. Bạn gái hôm nay mình đi với ai em? À quên. Dạ, em đi với ba mẹ. Đi với ba mẹ. Rồi cho gặp ba mẹ nhà gái nè. Tôi là cha của Hải Thảo, dạ, của bộ đội về hưu rồi. Tôi nói cả cháu này, đàn ông thì mình phải ăn tất cả, bộ đội thì đã rèn luyện về cái gì phải ăn. Chứ đừng cứ mình lại cá hồ nước ngọt không ăn. Thế thì mấy người nuôi cá người ta thất sản nghiệp hết à? Chết, cố gắng vượt lên chính mình đi nhá. Nhá, cố gắng. Đấy, chính mình nhá. Rồi, ok rồi, rồi, rồi. Dạ, con xin chào hai bác. Thì cái vấn đề của bác nói thì phải tập từ từ chứ còn ép quá nó không có vui. Nếu thế thì mai bố tớ phải gửi cậu vào trong huấn luyện quân trường 3 tháng quân trường. Đúng rồi. Đấy, là cậu ăn hết. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Anh đi học gì, học kỳ quân đội chú hả? Nói với trong hoàn cảnh nào thì mình cũng vượt qua. Mình sẽ gặp bạn bên kia ha. Cậu này vui đó. Hai bạn nói chuyện đi nha. Kéo màn lên. Rồi, kéo màn. Bạn cảm nhận thế nào về mình? Gọi anh em đi. Không bằng tuổi anh ơi. Thì bằng chứ. Bằng chứ anh em đi thấy không? Hồi nãy giờ qua tiếp xúc bên kia thì em có cảm nhận gì về anh như thế nào? Dạ, em thấy anh vui tính và kiểu cũng thật thà ấy ạ. Con trai như vậy cũng tốt, không có lẻo lự nhiều lắm. Dạ. Đừng có ẹo ẹo gãi gãi, ngồi nhìn thẳng lên nhìn vô cổ. Em ẹo thì được chứ anh đừng có ẹo. Cảm giác em như thế nào, cảm giác ảnh như thế, cổ như thế nào? Hôm nay gặp thì cảm giác thì rất là xinh. Để có cơ hội thì hôm nay mình lên chương trình để mà làm quen. Cái tương lai xa hay không thì cái đó là sau này. Anh cao mét bao nhiêu vậy anh? Cao 1m74. Dạ nếu mà công việc trong nhà em nấu ăn này nọ thì anh có thể phụ em được không? Công việc ở nhà thì quan điểm rất là bình đẳng. Có thể phụ được gì thì mình phụ. Theo em thì ngày hẹn đầu tiên mình sẽ hẹn ở đâu và làm gì? Chắc đi xem phim. Xem phim mà làm gì nữa? Dạ xem phim rồi đi uống nước rồi đi ăn gì đó. Rồi làm gì nữa? Dạ trở về. Anh thích phim gì anh? Đa số là phim hài hoặc hình. Cậu nói một câu gì đó thật tình cảm. Em nhìn vào mắt bạn gái em thấy em có cảm nhận được điều gì không? Dạ có chứ. Vui rồi hồi hộp. À được dạ. Em có thích cô gái đối diện không? Dạ. Được rồi. Nào, hãy để tay nút bấm. Lắng động lại. Bấm nút, nhớ bấm nút là để hẹn hò, yêu nhau và tiến tới hôn nhân. Chứ không phải bấm nút để làm bạn nắm tay chơi trò chơi. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Wow. Bây giờ là mình nắm tay thật sự nè, không có chơi chơi nữa nha. Dạ. Dạ gì? Nói gì anh? Nói gì anh? Em phải đưa bàn tay chạm vào tay anh để cảm giác được ấm áp. Dạ xến quá. Xến quá. Dạ em nói sao mà có đưa tay anh thì em làm nói đi. Nói sao em làm đi chứ. Thôi anh Quy Linh kêu nắm tay thì mình... Quy Linh kêu gì đây trời? Cho anh nắm bằng tay em nha. Tiếp tục lại nụ hôn đầu tiên. Nè yeah. Nào. Bây giờ chắc hôn lên má á. Ừ chứ hôn đâu. Để nguyên nha. Ôi trời choáng luôn rồi. Mình lên đằng xong hả? Đừng xỉu nha cưng. Đừng có xỉu nha. Không có thể thiệt nha, sao thấy sao mà cứ gì hoài vậy? Khô môi. Khô môi. Dễ thương quá à. Chắc yêu nhau chắc phải tôi đi theo quá.